Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đọc bài đọc ngắn, bài số 28 trong chuỗi 50 video của phần đọc hiểu N1. Với cái bài này, chúng ta sẽ cần phải luyện cái kỹ năng đọc nhanh và tìm được đúng cái keyword của bài để mà có thể tìm đáp án một cách nhanh nhất. Một trong những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải luyện trong khoảng thời gian cuối này đó là cái kỹ năng đọc nhanh, sau khi mà đã phân tích chi tiết rất là nhiều các cái bài đọc trước rồi. Thì đến cái lúc này là mình sẽ cần phải luyện cho cái kỹ năng của mình nó nhanh dần lên để mà có thể đọc nhanh nhất có thể trong cái khả năng để mà tìm được đáp án. Khi mà đi thi mà mình đọc quá chậm thì nó sẽ không còn thời gian để mà đọc các cái bài khác nữa. Thì các bạn nhớ làm bài trước khi check đáp án ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là mình sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi. Saikaku no aru hito nitsuite kono bunso de wa dono you ni noberarete iru ka. Khi mà đọc câu hỏi này, mình sẽ gạch chân vào cái saikaku no aruhito, là những cái người mà có cái tài năng ấy, thì trong cái đoạn văn này được miêu tả như thế nào. Cái từ saikaku ở đây cũng là goi của N1, là những cái người mà có cái đầu óc tinh nhanh này, hoặc là có cái tài năng này, nhưng mình hay dịch đó là tài năng thiên bẩm. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm nhé. Mukashi mo ima mo saikaku というのは一定の軌道から飛び出していく能力のことで、みんなにそんな例外的な能力が備わっていたら、そもそも大地に張り付く農業も分業で成り立つ産業栄もありえない。Ngày xưa hay là bây giờ thì cũng vậy này. Tài năng ấy, tối ưu nó là cái tài năng thiên bẩm ấy, nó chính là cái cô tô, nó chính là cái năng lực mà nó thoát ra khỏi, bay ra khỏi cái quỹ đạo nhất định nào đó. Và nếu như mà itara, đúng không, nếu như mà nó lại được trang bị sonawatte ta, và nó đi với cái từ ní này này, là được trang bị cho tất cả mọi người, hay còn gọi là nếu như mà cái năng lực xuất chúng như vậy mà nó lại được trang bị cho tất cả mọi người thì ariê này thì sẽ không bao giờ có một cái ngành nông nghiệp mà vốn dĩ gắn liền với lại đất đai này, rồi thì sẽ không bao giờ có một cái nền thì sẽ không bao giờ có là ariê này có được một cái nền nông nghiệp mà gắn liền với lại đất đai này, cũng như là sẽ không có một cái xã hội về sản xuất mà được hình thành ở trong các cái lĩnh vực ngành nghề. Thì cái ariê này đây, cấu trúc của mình nó sẽ đi với mố 1 và mố 2 này này, gọi là không có một cái nền nông nghiệp mà gắn liền với đất đai này, cũng như là không có một cái nền xã hội cũng như là không có cái xã hội về sản xuất được hình thành ở trong các cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Itsu no yō mo saikaku no aru mono ga atarashi bizinesu wo okosute yuku no wa jūjitsu da ga sore wo bizinesu toshite seiritsu saseru no wa sain no rōrō de aru shi sore ga nakereba kigyō sa no saikaku ga ikkirukoto mo nai. Câu này khá dài, mình lại tiếp tục nhìn vào các cái dấu phẩy này. Đà gà, đây là mặc dù nhá. Cái chủ ngữ của mình ở đây nó là gì? Saikaku no aru mono. Itsu no yō mo là bất kể một cái thời kỳ nào, một cái thế hệ nào, thì những cái người mà có tài năng ấy, thì no quá đúng không? Cái việc mà những cái người mà có cái tài năng thiên bẩm ấy, thì sẽ tạo dựng nên một cái nền kinh doanh mới là sự thật. Tuy nhiên cái thứ mà để mà khiến cho những cái tài năng thiên bẩm đấy, hay chính là những cái sore đấy tạo thành một cái nền kinh doanh, một cái business, lại là cái rô độ, là cái sức lao động của nhân viên. Và nếu như mà không có cái đó, không có cái đó thì ở đây nó chính là không có cái sức lao động của nhân viên ấy, thì sẽ không bao giờ có cái chuyện là phát huy được cái tài năng của những cái nhà khởi nghiệp. Thì ở đây mình sẽ thấy có hai cái từ sore này này, nó đứng lơ lửng ở giữa câu luôn. Thì khi mà bắt gặp cái sore rồi kore rồi are nó lơ lửng ở giữa câu như thế này thì chúng ta đi tìm vào cái ý ở đằng trước. Nó sẽ thay thế liền kề cho cái ý ở đằng trước hoặc là cái câu ở đằng trước. Thì cái câu đằng trước ở đây mình đang nói về cái việc là những cái người có tài năng ấy, sự thực họ đã tạo ra một cái nền business mới. Nhưng mà những cái tài năng đấy, đúng không? Cái thứ mà khiến cho những cái tài năng đấy là cái saikaku no aru mono này này, hay còn gọi là những cái người mà có cái tài năng đấy có thể làm sao thành lập hoặc là tạo dựng được cái business ấy, thì nó lại là cái lao động của người nhân viên. Mà cái sore ở đây thì nó lại thay thế cho cái sain no rōrō, là cái lao động của người nhân viên. Nếu như mà không có cái điều đó thì sẽ không thể nào phát huy được cái tài năng của những cái nhà khởi nghiệp. Đấy, thì khi mà đọc mình phải liên kết các cái đại từ chỉ thị kiểu như vậy. Tiếp đến ở đây nó có cái từ gà này,
là khi mà miêu tả cái ý trái ngược. Vậy là cái ý ở đằng trước cái này là sự thực, là những cái người tài năng tạo ra business, nhưng mà cái ý đấy nó không phải là ý chính. Cái ý đằng sau này nó mới là ý chính này này. Cái ý đằng sau mới nói về cái điều mà tác giả đang muốn nói, về những cái người mà có tài năng mà không có cái sức lao động của nhân viên thì cũng sẽ không thể nào mà phát huy được cái năng lực của họ. Nên đáp án của mình là gì ạ? Câu số 1, Hitonami hazureta no loku o business ni ikasu koto ga hichiyou de aru, là những cái người mà có cái tài năng ấy thì sẽ cần phải phát huy cái năng lực xuất chúng của mình vào trong cái business. Thì cái câu số 1 này nó đúng với cái ý là những cái người mà có tài năng ấy thì sẽ tạo dựng ra được một cái business, đúng không? Sẽ phát huy cái năng lực của mình vào cái business. Nhưng mà cái điều cần thiết hơn đó là sai norodo cơ. Nên cái câu này bị sai nhá. Câu số 2 là gì? Yushu na noruku o chikatte sai no hite yuku sekinin ga aru, là người có tài năng cần có trách nhiệm mà dẫn dắt những cái người nhân viên và sử dụng cái năng lực ưu tú của mình. Thì cái đoạn mà dẫn dắt này thì là người ta không nói tới này, người ta chỉ đang đề cao cái sức lao động của người nhân viên. Nếu không có cái đó thì sẽ không thể nào phát huy được cái tài năng thôi. Nên là câu 2 này cũng bị sai nhá. Câu 3 nó ta sa no sasae niyotte hajimete noruku o business ni katsuyou suru koto ga dekiru. Verb te hajimete, đây là cấu trúc ngữ pháp này, có là kể từ sau khi cái gì đó thì mới thế nọ thế kia. Nó vẫn là cái dạng cấu trúc mà mình có thể nhớ ngầm nó là gì, kể từ sau khi có con thì mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Thì đây là kể từ khi mà có cái sự giúp đỡ, sasae, sự trợ giúp của mọi người thì là mới có thể tận dụng được cái năng lực của mình vào trong cái business. Thì nó chính là cái ý ở trong câu cuối đây, là những cái người lao động mà cần phải có cái sự lao động của nhân viên thì mới phát huy được cái tài năng của những cái người doanh nghiệp, đúng không? Của cái những cái người khởi nghiệp. Nên là đáp án của mình nó chính là cái số 3 này. Còn câu số 4 là gì ạ? Dare no tasuke o kariru koto mo naku kigyo o seikou ni michibiku koto ga dekiru, là những cái người tài năng, là những người không nhất thiết phải mượn cái sự giúp đỡ của ai đó mà vẫn có thể dẫn dắt cái doanh nghiệp trở nên thành công. Thì cái câu này sai hoàn toàn về ý rồi, cần cái sự giúp đỡ của mọi người chứ. Nên là câu 4 bị sai nhá. Đáp án của mình nó chỉ còn câu 3 thôi. Thì trong cái bài này mình nhớ là cái từ gà ở đây này là cái hinto để cho chúng mình áp dụng vào trong những các bài khác nữa, là khi có cái từ desu ga này hoặc là shikashi này, keredomo này, thì cái đoạn ở đằng trước ấy nó chỉ là cái mào đầu để dẫn dắt câu chuyện thôi, còn cái ý đằng sau mới là cái ý mà người ta đang muốn nói tới. Tiếp đến là khi mà mình nhìn thấy các cái đại từ chỉ thị mà nó đứng ở lơ lửng ở câu này này thì mình sẽ đi tìm cái ý thay thế ở ngay cái câu đằng trước, cái cụm từ ở đằng trước, hoặc cái chủ ngữ ở đằng trước, hoặc cái câu ở đằng trước. Thì tùy vào cái văn cảnh thì mình sẽ phải là người đoán được xem là cái sore đấy nó là cái gì thông qua cái mạch văn. Đấy, thì là khi mà đọc chúng ta phải luôn luôn liên kết các câu lại với nhau để mà có thể hiểu được đúng cái đáp án của bài. Bài này mình học được một số các cái từ mới như là cái từ sai các cự này là cũng rất là hay gặp này, cái le gai tikina no lớp cự này, đúng không? Rồi cái naritatsu này, hình thành nên cái gì đó. Đấy, thì bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo.